một loại cây dễ trồng và phân bố rộng rãi tại Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu hoạch lá của cây lá đắng tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cây lá đắng có tên khoa học là Vernonia amidalina. Loại cây này thuộc họ cúc Asteraceae. Cây có nhiều tác dụng dược lý như giảm đau, chống viêm, hạ huyết áp, hạ đường huyết và chống ung thư. Chính vì thế, nhóm nghiên cứu của khoa dược Trường Đại học Lạc Hồng đã tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu tác dụng giảm đau, kháng viêm và bào chế viên nén từ cao lá đắng Vernonia amidalina. Nguồn dược liệu sau khi thu hái sẽ được rửa sạch, tách lấy lá, phơi âm can và xay thành bột dược liệu thô, sau đó tiến hành chiết dược liệu. Chiết nóng dược liệu với dung môi nước cất, lọc và cô dung môi, ta thu được cao toàn phần. Từ cao toàn phần tiến hành lắc phân bố với dung môi hữu cơ, thu hồi và cô dung môi, thu được các cao phân đoạn. Cao toàn phần được mang nghiên cứu tác dụng giảm đau kháng viêm trên chuột thắt trắng và nghiên cứu bào chế viên nén bằng phương pháp nhập thẳng. Cao phân đoạn được dùng để nghiên cứu tác dụng giảm đau kháng viêm trên chuột thắt trắng nhằm mục đích xác định phân đoạn có hiệu quả giảm đau kháng viêm tốt nhất. Từ cao phân đoạn này tiến hành phân lập hợp chất tinh khiết và xác định cấu trúc bằng phương pháp phổ nghiệm MS-NMR. Chất phân lập được định hướng chất đánh dấu cho chế phẩm viên nén lá đắng. Cao toàn phần lá đắng ở các liều 2.500, 1.000 và 500mg trên 1kg cho tác dụng giảm đau tương đương với paracetamol liều 50mg trên 1kg. Cao toàn phần lá đắng ở các liều 2.500, 1.000, 500 và 100mg trên 1kg cho tác dụng kháng viêm tương đương với ibuprofen liều 7.5mg trên 1kg. Cao phân đoạn N-butanol liều 40mg trên 1kg, cao phân đoạn nước liều 400mg trên 1kg cho tác dụng giảm đau tương đương với paracetamol liều 50mg trên 1kg. Cao phân đoạn ethyl acetate liều 30mg trên 1kg cho tác dụng kháng viêm tương đương với ibuprofen liều 7.5mg trên 1kg. Cao phân đoạn ethyl acetate qua phân lập đã thu được hai hợp chất, phân tích dữ liệu phổ và so sánh với tài liệu tham khảo, xác định được các hợp chất là apirenin và luteolin. Cao toàn phần được điều chế thành cao khô với tái dược Avicel BH102 tỷ lệ 5:1. Viên nén lá đắng được bào chế bằng phương pháp nhập thẳng với tái dược rã là natri cross carmelo tỷ lệ 15%, tái dược độn là Avicel BH102, hỗn hợp tái dược trơn bóng được sử dụng là magne stearat tỷ lệ 2% và aerosil tỷ lệ 2%. Thông qua đề tài nghiên cứu bào chế viên nén từ cao lá đắng sẽ giúp bổ sung thêm một lựa chọn mới trong điều trị giảm đau kháng viêm. Chế phẩm bào chế từ dược liệu ít gây tác dụng phụ không mong muốn, góp phần vào việc sử dụng dược liệu an toàn và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng sẽ luôn nhận được sự quan tâm của các bạn dành cho đề tài này của nhóm nghiên cứu.